Những thông tin đầu tiên về vụ xả súng tại Đại học Charles đã được đăng tải vào khoảng 15 giờ ngày 21 tháng 12. Tuy nhiên, cảnh sát Séc cho biết từ 12 giờ trưa họ đã nhận được thông tin về một nam thanh niên 24 tuổi đã rời khỏi làng Holston thuộc Kladno, sẽ tới thủ đô Praha và tuyên bố muốn tự kết liễu cuộc đời mình. Đến khoảng trước 13 giờ, thi thể của một người đàn ông được phát hiện ở Holston. Sau đó, xác định đó là cha của đối tượng xả súng. Cảnh sát đã có hồ sơ và xác định thanh niên này là sinh viên khoa triết học của Đại học Charles và sẽ có giờ học ở phố Seletná. Các lực lượng ngay lập tức được triển khai tới phố Seletná và bắt đầu sơ tán tòa nhà tại đây vào lúc 14 giờ. Đến 14 giờ 22 phút, việc sơ tán được hoàn tất và cảnh sát tiếp tục truy tìm nam thanh niên khả nghi. Tuy nhiên, đến 14 giờ 59 phút, cảnh sát được báo có vụ nổ súng tại tòa nhà chính khoa triết học của Đại học Charles trên quảng trường Jan Palach, cách con phố Senetna chỉ khoảng 10 phút đi bộ. Chỉ vài phút sau khi xảy ra vụ nổ súng, đội tuần tra đầu tiên đã có mặt tại hiện trường ở quảng trường Jan Palach, trong khi nhóm can thiệp tới hiện trường sau 12 phút. Đến 15 giờ 20 phút, cảnh sát nhận thông tin thi thể của đối tượng xả súng được tìm thấy trong khuôn viên trường. Tuy nhiên, phải đến 15 giờ 59 phút, cảnh sát mới xác nhận thông tin đối tượng xả súng đã bị tiêu diệt. Tại cuộc họp báo ngay tại khu vực hiện trường vào tối ngày 21 tháng 12, người đứng đầu lực lượng cảnh sát Cộng hòa Séc, ông Martin Vondrášek, thông báo hung thủ đã lên kế hoạch từ trước, bắt đầu ở Kladno và kết thúc ở Praha. Một thông tin đáng chú ý khác là thủ phạm xả súng ở Đại học Charles liên quan đến vụ giết hai người xảy ra vào thứ Năm tuần trước tại một khu rừng ở Klanovice, Praha. Các manh mối về sự liên quan này đã được tìm thấy tại nhà của hung thủ ở Holston. Bên cạnh đó, hung thủ đã được cho là sử dụng khẩu súng sở hữu hợp pháp để thực hiện vụ tấn công. Đối tượng này còn có giấy phép sử dụng súng cho một số loại khác mà hắn đã mua trước đó.